với một số thi thể bị đốt cháy không thể nhận dạng, một số khác bị mắc kẹt trong xe và nằm dài rác khắp hiện trường vụ tai nạn. Ông bố sửng sốt tin Chúa đã bảo vệ con mình khi con gái sống sót thần kỳ sau tai nạn. Mới đây trên TikTok viral video cô gái trẻ thoát chết trong gan tấc khiến cho người bố lẫn cõi mạng sửng sốt, thật sự tin vào sự tồn tại của Chúa. Theo như video, cô gái đang đi trên đường thì xảy ra tai nạn. Cô hoảng sợ gọi cho bố của mình. Ông bố thấy con gái vẫn nói chuyện được thì cho rằng đó có thể là một vụ va chạm nhẹ. Tuy nhiên khi đến nơi, ông khiếp sợ không nói nên lời bởi cảnh tượng trước mắt quá là thảm khốc. Một thanh sắt vừa to vừa dài xuyên thủng ô tô của cô con gái từ phía sau ra phía trước, khiến cho ô tô bị tung lên rồi lật ngược lại, nát bè bét. Vậy mà không thể tin nổi, bằng một cách thần kỳ nào đó, con gái ông hoàn toàn bình an vô sự, bò ra khỏi ô tô, thân thể lành lặn. Chỉ có điều là cô gái chưa hết sốc, đứng cạnh hiện trường trung lẫy bẫy, khóc không ngừng. Người bố liên tục cúi đầu cảm tạ chúa, vì ngoài chúa ra, ông không nghĩ được cái gì khác có thể tạo nên được kỳ tích này. Cộng đồng mạng xem xong video cũng được một fan thoát tim không nói lên lời, giống như cô gái vừa chết đi sống lại thêm một lần nữa nếu ở việt nam mỗi khi vừa trải qua chuyện xấu mọi người thường nói là ông bà tổ tiên gánh còng lưng thì ở nước ngoài hàng ngày họ cầu nguyện đi lễ mong chúa luôn ở bên để bảo vệ họ qua mọi nguy hiểm và khổ đau và trong câu chuyện này có vẻ phước lớn mạng lớn gần đến lễ phục sinh nên mọi sự cầu nguyện của hai bố con hình như đã được chúa lắng nghe một cách rõ ràng hơn Nạn nhân tử vong sau tai nạn, tài xế xe tải rời khỏi hiện trường. Chiều 28 tháng 3, ông Nguyễn Văn Lương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khiến một người tử vong. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15 giờ 10 phút ngày 28 tháng 3. Thời điểm đó, ô tô tải chưa rõ danh tính tài xế đang lưu thông trên tỉnh lộ 561 theo hướng từ xã Hưng Trạch về thị trấn Hoàng Lão. Khi qua thôn Nam Nẫm, xã Cự Nẫm thì va chạm với xe máy. Xe máy chạy theo hướng ngược lại do anh Trần Minh Hận, 32 tuổi, trú xã Hân Trạch, huyện Bố Trạch điều khiển. Vụ va chạm khiến anh Hận tử vong tại chỗ, xe máy bị hư hỏng. Tài xế xe tải đã rời khỏi hiện trường. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ. 5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt Ngày 28 tháng 3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tam Bình tỉnh Bình Long đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt thêm 5 người về tội bắt giữ hoặc tạm giam người trái pháp luật. Những người bị bắt gồm Dương Khải 30 tuổi, Thạch Quý Lầy 38 tuổi, Kim Sa Rương 37 tuổi, Thạch Chóp 21 tuổi và Thạch Nha 27 tuổi. Theo công an, các bị can này đã có hành vi khống chế tổ công tác của Ủy ban nhân dân huyện Tam Bình đưa vào chánh điện của một ngôi chùa, khóa cửa không cho ra ngoài. Các bị can còn hành hung gây thương tích khi tổ công tác đến xác minh vụ việc theo phản ánh trình báo của người dân xảy ra vào ngày 22 tháng 11 năm 2023. Liên quan đến vụ án, trước đó ngày 26 tháng 3, Công an huyện Tam Bình đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Thạch Vê Sanan, 37 tuổi, ngụ xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, cùng về tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật. Hiện vụ án đang được Công an huyện Tam Bình tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định. Sát hại họ hàng rồi đến đám tang nạn nhân nghe ngóng. Như đã đưa tin ngày 16 tháng 3, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Thanh Hóa nhận tin báo của công an huyện Triệu Sơn về việc phát hiện chị Lê Thị Phương, sinh năm 1976, trú tại xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tử vong chưa rõ nguyên nhân tại kênh nước cạnh tuyến đường Nghi Sơn Sao Vàng, thuộc địa phận thôn 6 xã Vân Sơn. Kết quả khám nghiệm cho thấy nạn nhân có vết thương rách da vùng đầu và chiếc xe máy của nạn nhân dựng ở ven đường. Xác định cái chết của chị Phương có nhiều điểm bất thường, nghi vấn có dấu hiệu tội phạm nên phòng cảnh sát hình sự đã phối hợp với công an huyện Triệu Sơn và các đơn vị nghiệp vụ triển khai lực lượng khẩn trương điều tra. Chỉ sau 3 ngày liên tục tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra đã hướng nghi vấn về một người phụ nữ có mối quan hệ họ hàng với nạn nhân và tập trung xác minh làm rõ. Điều đáng nói, người phụ nữ này luôn tỏ ra bình tĩnh, lạnh lùng như không hề liên quan và đưa ra những chứng cứ ngoại phạm. Đến tối cùng ngày, đối tượng vẫn có mặt tại đám tang chị Phương để nghe ngóng tình hình và tham gia cùng gia đình lo hậu sự cho nạn nhân. Tuy nhiên khi được triệu tập về cơ quan điều tra, trước những tài liệu chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng đã khai nhận tội. Tại cơ quan điều tra, Lương Thị Xuân, sinh năm 1982, trú tại thôn 6 xã Vân Sơn, khai nhận đối tượng và nạn nhân là chị Lê Thị Phương có quan hệ họ hàng với nhau. Xuất phát từ việc hai gia đình góp số tiền 1,4 tỷ đồng để mua máy múc làm ăn chung, nhưng kém hiệu quả, sau đó mâu thuẫn trong việc thỏa thuận bán cho thuê máy múc. Không tìm được tiếng nói chung để giải quyết nên giữa chỉ Phương và Xuân nảy sinh mâu thuẫn, nhiều lần to tiếng, nặng lời với nhau dẫn đến bức xúc, kìm nén lâu ngày. Khoảng 13 giờ 45 ngày 16 tháng 3, tại khu vực vườn keo địa phận thôn 6 xã Vân Sơn, Xuân và chị Phương có gặp nhau nói chuyện. Quá trình nói chuyện giữa hai người xảy ra to tiếng, cãi cọ, do chị Phương cho rằng nhà Xuân lừa đảo trong vấn đề làm ăn. Khi mâu thuẫn đến đỉnh điểm, Xuân đã lấy thanh sắt trong bì mang theo khi đi ra đồng đánh vào đầu làm chị Phương ngất xỉu tại chỗ. Sau đó Xuân kéo chị Phương xuống kênh nước ngay bên cạnh dẫn đến chị Phương bị ngạt nước. Thấy nạn nhân đã bất động, do sợ bị phát hiện hành vi phạm tội, Xuân lấy các bao rác đè lên để che giấu rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Hành vi gây ra tội ác đã để lại nỗi đau lớn cho những người thân hai bên gia đình. Trước điều tra viên, Xuân tỏ ra dây dứt, ăn năn hối hận về tội ác mà mình gây ra. Xe buýt lao khỏi cầu ở Nam Phi, 45 người thiệt mạng. Một chiếc xe buýt lao khỏi cầu rơi xuống khe núi rồi bốc cháy ở phía bắc Nam Phi, khiến 45 trong 46 người trên phương tiện thiệt mạng. Người sống sót duy nhất là một em bé 8 tháng tuổi. Tuy nhiên, nạn nhân bị thương nặng và đã được chuyển tới bệnh viện. Bộ Giao thông Nam Phi ngày 28 tháng 3 cho biết Chiếc xe gặp tai nạn khi đi từ nước láng giềng Botswana đến thành phố Moria ở phía bắc Nam Phi. Xe rơi từ một cây cầu lớn nối hai sườn núi thuộc tỉnh Limpopo, cách Johannesburg, thành phố lớn nhất Nam Phi khoảng 300 km. Tài xế được cho là đã mất lái và chạm với rào chắn trên cầu, khiến chiếc xe buýt lao xuống khe núi rồi bốc cháy, bộ cho hay. Hoạt động cứu hộ vẫn tiếp tục đến khuya, với một số thi thể bị đốt cháy không thể nhận dạng một số khác bị mắc kẹt trong xe và nằm giải ra khắp hiện trường vụ tai nạn. Theo chính quyền địa phương, chiếc xe buýt có biển số Botswana nhưng quốc tịch của hành khách đang được kiểm tra. Bộ trưởng Giao thông Cindy Siwe Chikunga đã tới hiện trường vụ tai nạn và cam kết sẽ tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ về nguyên nhân dẫn tới sự việc. Đi làm xa sợ ông nội ở nhà một mình buồn, con cháu check camera và cái kết. Mới đây, cư dân mạng đang truyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc khá dễ thương của cụ ông khi ở nhà một mình. Đoạn clip được trích xuất từ camera an ninh và được con cháu đăng tải, kèm lời chia sẻ như sau. Con cháu làm xa, sợ ông nội ở nhà một mình buồn, nhưng check cam thì thấy cảnh này, ông đáng yêu như vậy để con cháu không lo lắng, yêu ông. Theo đó, để con cháu được làm việc, cụ ông nhìn qua camera an ninh rồi liên tục đi đường quyền, múa các thế võ cho con cháu xem. Hành động dễ thương của ông nội không chỉ khiến cho con cháu yên tâm mà còn thể hiện được tình yêu thương của ông dành cho con cháu. Trên thực tế, tuổi già thì ai cũng muốn có con cháu, hoặc ít nhất là có người trò chuyện. Trong trường hợp này, ông nội ở nhà một mình cũng khá buồn tẻ, nhưng vì nghĩ cho con cháu, ông đã cố tình làm trò để con cháu được yên tâm làm việc. Khoảnh khắc này ngay sau khi được xuất hiện trên mạng xã hội, ngay lập tức nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng ai cũng thích thú trước hành động đáng yêu của cụ ông bên cạnh đó cư dân mạng cũng gửi nhiều lời chúc sức khỏe đến cụ không biết môn phá gì nhưng mà ông đáng yêu quá trời chúc ông thật nhiều sức khỏe và luôn vui vẻ như vậy thương thật ông làm vậy để con cháu yên tâm thôi chứ ai ở một mình mà không buồn mong ông luôn sức khỏe mong bố mẹ mình cũng có thật nhiều sức khỏe để con cháu đỡ lo một số cư dân mạng bình luận Công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 các tạc biển Cần Giờ. Ngày 28 tháng 3, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã kết thúc điều tra vụ án khai thác các trái phép trên biển Cần Giờ, chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can. Ba người liên quan trong vụ án này đang được Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra trong vụ án độc lập sẽ kết luận và đề nghị truy tố sau. Theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, khoảng 23 giờ 45 phút ngày 5 tháng 5 năm 2022, Thủy đoàn 2, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an bắt giữ 12 tàu hút cát tại khu vực Cồn Ngựa nằm trên biển Cần Giờ. Cùng thời điểm này, Thủy đoàn 2 đã bắt giữ 3 xà lan đang neo đậu tại khu vực ngã ba sông Vàm Tuần, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, đang chứa đầy cát. Sau đó, Thủy đoàn 2 đã bàn giao hồ sơ tan vật cho Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra xử lý theo thẩm quyền. Ngay sau tiếp nhận hồ sơ, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Văn Trinh, 39 tuổi, quê Lâm Đồng, Trương Văn Thắng, 39 tuổi, quê Hải Dương và Vũ Ngọc Đại, 48 tuổi, quê Bình Phước. Theo đó, từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2022, ba bị can nói trên đã điều hành chín tàu bạch tuộc hút cát trái phép trên khu vực biển Cần Giờ. Thời gian hoạt động hút cát trái phép từ 18 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau. Cát được các tàu hút từ dưới biển lên, sau đó vận chuyển vào gần bờ để chuyển sang qua các xà lan mang đi tiêu thụ. Mở rộng điều tra vụ án, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp tục khởi tố bắt giam 15 người trong vụ án này, bị can Bùi Văn Song, Phó Bí thư Thường trực xã Minh Hòa, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương là chồng của bà Trương Thị Minh, chủ một tàu khai thác cát là tăng vật vụ án, đã chỉ đạo Phạm Thị Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Hòa ký xác nhận các giấy ủy quyền, ký ủy quyền sau thời điểm các tàu khai thác bị bắt, nhằm giúp cho các bị can trong vụ án hợp thức hóa hồ sơ xin trả lại tàu hút cát. Kết quả điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố Bùi Văn Song và Phạm Thị Hoa về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bình Định kịp thời giải cứu 3 công dân Trung Quốc bị lừa sang Campuchia. Ngày 28 tháng 3, Phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bình Định cho biết, đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Phạm Thanh Lâm, 35 tuổi ở quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội về hành vi không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông, không có giấy phép lái xe, điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy. Đồng thời, lập biên bản vi phạm hành chính đối với Nguyễn Cao Thường, 41 tuổi ở huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội với hành vi vi phạm khi giao xe cho người không đủ điều kiện theo quy định điều khiển xe tham gia giao thông, tạm giữ một ô tô con Trước đó khoảng 14 giờ ngày 27 tháng 3, công an tỉnh Bình Định nhận được tin báo về việc có 3 công dân Trung Quốc chưa thành niên bị lừa sang Việt Nam và sẽ đưa đi Campuchia đang lưu thông trên quốc lộ 1 bằng ô tô con, đề nghị hỗ trợ truy bắt giải cứu 3 công dân này. Đến 16 giờ 25 phút ngày 27 tháng 3, tổ tuần tra kiểm soát thuộc trạm cảnh sát giao thông Tuy Phước, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bình Định đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên quốc lộ 1, đoạn huyện Phù Mỹ, phát hiện ô tô con nói trên đang lưu thông theo hướng Bắc Nam nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Tại thời điểm nói trên, tài xế không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà tăng ga bỏ chạy. Tổ công tác truy đuổi đến đoạn qua địa bàn thôn Khánh Phước, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát đã dừng được phương tiện. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên ô tô, ngoài tài xế Lâm còn có 3 công dân quốc tịch Trung Quốc. Công an tỉnh Bình Định đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc. Lời khai chấn động của bà Trương Mỹ Lan về tướng công an đã chết Tại phiên xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan đã có tiết lộ chấn động về danh tính người đứng ra mời bà tham gia tái cơ cấu và hợp nhất ba ngân hàng thành ngân hàng SCB vào năm 2012. Theo cáo trạng, những sai phạm của bà Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát xảy ra tại SCB kéo dài từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022 ngày 1 tháng 1 năm 2012 là lúc chính thức hợp nhất ba ngân hàng thương mại gồm Sài Gòn, SCB cũ, đệ nhất FCB và tín nghĩa TNB thành ngân hàng SCB. Vì vụ sắp nhập này, theo bà Lan, có liên quan đến một tướng công an và một cựu lãnh đạo ngân hàng nhà nước. Tuy nhiên, cả hai đều qua đời vào tháng 2 năm 2014 tại phiên tòa Vạn Thịnh Phát đang diễn ra, một điều ít được nói đến là phi vụ sáp nhập ba ngân hàng thương mại thành ngân hàng SCB vào năm 2012. Có một số ý kiến cho rằng, nếu không có việc sáp nhập ba ngân hàng nói trên, bà Trương Mỹ Lan khó có thể thực hiện được hành vi phạm tội mà bà bị cáo buộc trong suốt khoảng thời gian 10 năm, từ năm 2012 đến năm 2022. Bởi lẽ theo cáo trạng, bà Trương Mỹ Lan đã thông qua 74 pháp nhân, cá nhân để sở hữu chi phối hơn 85% cổ phần SCB ngay sau khi ba ngân hàng gồm Sài Gòn, Ngân hàng Đệ nhất và Ngân hàng Tín Nghĩa được sáp nhập. Do đó bà Lan được cơ quan điều tra xác định là người nắm toàn bộ quyền lực chi phối SCB sau khi hợp nhất. Tuy nhiên tại tòa, bà Trương Mỹ Lan khai rằng chính một số lãnh đạo ngân hàng nhà nước đã động viên nhờ đích danh bà đứng ra giúp đỡ vì bà là người có tiếng nói và uy tín, dù bà đã từ chối nhiều lần vì cho rằng mình không có nghiệp vụ về ngân hàng. Vì tôi không biết gì về ngân hàng cả, thì lúc đó có ban hợp nhất và tái cơ cấu, nên ngân hàng nhà nước nhờ tôi bằng mọi giá phải tìm bạn bè giúp cho kêu gọi những cổ đông của ba ngân hàng đấy đừng quậy phá nữa bằng mọi giá phải kêu họ tiếp tục đồng ý hợp nhất và đi mời bạn bè mua tiếp cho đủ trên 65% thì mới cứu vãn được ba ngân hàng. Để dân đừng rút tiền, đừng ảnh hưởng đến các ngân hàng khác và không ảnh hưởng đến tiền tệ quốc gia, cả hệ thống nhà nước. Lúc đầu tôi từ chối rất nhiều lần. Tôi bảo rằng tôi không thích ngành ngân hàng. Tôi cũng không có nghiệp vụ, không biết gì hết. Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát khai tại tòa hôm 11 tháng 3. Tới đây, câu hỏi đặt ra là ai là người của nhà nước đứng ra nhờ bà Trương Mỹ Lan để việc sắp nhập ba ngân hàng thương mại diễn ra thành công vào năm 2012? Bà Lan đã nhắc đến trước tòa hai cái tên, ông Trần Minh Tuấn và ông Phạm Quý Ngọ. Cụ thể, bà Lan nói, Kính thưa hội đồng xét xử, lúc đó ngân hàng nhà nước là ông Trần Minh Tuấn và có cả ông Phạm Quý Ngọ, lúc đó là bên Tổng cục Cảnh sát, nói với tôi rằng, chị yên tâm, chúng tôi biết chị là người không làm ngân hàng và sẽ không tham gia ngân hàng. Chúng tôi biết chính vì thế chúng tôi mới cần chị. Bây giờ bao nhiêu doanh nghiệp chúng tôi mời mấy tháng nay mà không ai vào cả, chị giúp ngân hàng đi vì chị là một người có ảnh hưởng lớn các cổ đông, các bạn bè từ trong nước tới nước ngoài. Bà Lan khai trước tòa. Bà Trương Mỹ Lan và ông Phạm Quý Ngọ. Tháng 8 năm 2010 cho đến tháng 2 năm 2014, ông Phạm Quý Ngọ giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an. Ông được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng vào tháng 1 năm 2011. Tháng 7 năm 2013, ông Ngọ được Chủ tịch nước phong hàm Thượng tướng. Trước đó, tháng 1 năm 2008, ông được bổ nhiệm giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Nhân dân và đến năm 2010 giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm. Trước đây đã có những bằng chứng về mối liên quan giữa bà Trương Mỹ Lan với ông Ngọ trong vụ án của ông Dương Chí Dũng vào năm 2014. Ngày 7 tháng 1 năm 2014, tại phiên tòa xét xử vụ án tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, ông Dương Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vinalize, đã có lời khai bất ngờ rằng chính Thượng tướng Phạm Quý Ngọ là người đã mật báo về quyết định khởi tố và bắt tạm giam ông Dũng. Thượng tướng Phạm Quý Ngọ từng là trưởng ban chuyên án điều tra vụ Vinalize của Dương Chí Dũng. Ông Dũng khai rằng nhờ tin tức của tướng ngọ mà ông mới có thể lên kế hoạch bỏ trốn với sự trợ giúp của một số người. Trong đó có em trai của ông là Dương Tự Trọng, nguyên phó giám đốc công an thành phố Hải Phòng. Tại phiên tòa 10 năm trước, ông Dương Chí Dũng còn có lời khai chấn động rằng chính ông đã đưa cho tướng ngọ số tiền 1 triệu đô la Mỹ từ bà Lan, tức bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Việc 20 tỷ tôi đưa cho anh Ngọ là tiền của chị Lan, chứ không phải của tôi, mà chị Lan chuyển qua một người, khi chị Lan điện thoại cho tôi, chị Lan bảo là sẽ có một người ở Hà Nội chuyển cho anh, người đó thì anh đừng trao đổi về số tiền này để đưa cho ai làm gì. Đấy, chị còn dạng vậy. Ông Dũng khai trước tòa năm 2014. Mục đích việc đưa hối lộ này, theo ông Dũng là liên quan tới dự án di dời và chuyển đổi mục đích sử dụng cảng Sài Gòn. Hai ngày sau những tiết lộ của ông Dũng trước tòa, cảng Sài Gòn ra thông báo công ty Vạn Thịnh Phát mà ông Dương Chí Dũng đề cập tới đã xin rút không tham gia dự án. Ngày 17 tháng 2 năm 2014, ông Phạm Anh Tuấn là Phó trưởng ban nội chính Trung ương, lúc bấy giờ đã có một số ý kiến đề xuất đình chỉ công tác đối với Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ để đảm bảo việc điều tra những nội dung tố cáo của cựu Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Dương Chí Dũng. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau đó, ngày 18 tháng 2 năm 2014, ông Phạm Quý Ngọ đã qua đời tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 do ung thư gan Do ông Ngọ mất, vụ án làm lộ bí mật nhà nước có liên quan đến ông, sau đó cũng bị đình chỉ. Còn ông Dương Chí Dũng đã lãnh án tử hình. Ông Dương tự trọng chịu 18 năm tù, sau được giảm án và đến nay đã ra tù. Trở lại lời khai của bà Trương Mỹ Lan tại phiên tòa vụ án Vạn Thịnh Phát đang diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh, ngoài ông Phạm Quý Ngọ thì còn có ông Trần Minh Tuấn, được cho là người đã kêu gọi bà Lan ra tay giúp đỡ việc sáp nhập cơ cấu SCB. Ông Trần Minh Tuấn đảm nhiệm vị trí phó thống đốc của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam một thời gian khá dài, từ năm 1998 đến khi ông về hưu vào tháng 6 năm 2013. Ông Tuấn mất ngày 12 tháng 2 năm 2014, chưa đầy một tuần trước khi ông Phạm Quý Ngọ qua đời. Như vậy, hai nhân vật mà bà Lan nhắc đến trong phiên tòa đang diễn ra đều đã chết vào tháng 2 năm 2014. Xôn xao clip hành khách bức xúc vì hãng bay tự ý đổi chuyến từ 2 triệu xuống còn 900 000 Theo đoạn clip được cư dân mạng truyền tay nhau, người phụ nữ đã đặt vé máy bay cho một đoàn khách du lịch tổng cộng 14 người từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 16 giờ 30 phút. Thế nhưng khi cả đoàn đến sân bay để check-in thì tá hỏa khi được nhân viên báo lại là chuyến bay của mọi người đã được thay đổi thành chuyến 20 giờ 30 mà không vì bất kỳ lý do gì. Chưa hết bức xúc vì hãng máy bay, bay tự ý thay đổi giờ bay của khách hàng, nhóm du khách tiếp tục bàn hoàng khi nhận ra giá vé máy bay giữa hai chuyến có sự chênh lệch khá lớn. Trong khi giờ bay của chuyến 16 giờ 30 là gần 2 triệu đồng, thì giá vé của chuyến 20 giờ 30 là chỉ đâu đó khoảng 900 000 Việt Nam đồng mà thôi. Chưa dừng lại ở đó, khi người phụ nữ lên tiếng khiếu nại thì lại không có người tiếp nhận. Thậm chí còn đe dọa sẽ gọi bảo vệ đến để đảm bảo trật tự an ninh sân bay do hãng máy bay tự ý thay đổi giờ bay, làm ảnh hưởng đến cả kế hoạch di chuyển của cả đoàn 14 người, trong khi không thể khiếu nại được. Nên người phụ nữ đã đăng tải đoạt clip, chia sẻ lại câu chuyện của mình để mọi người xem như là một bài học kinh nghiệm khi đặt vé máy bay. Người phụ nữ này cũng chia sẻ bên dưới bình luận, sau khi trở về nhà, sẽ nhờ công an vào cuộc xử lý, bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Hai chị em gái buôn lậu hơn 6 tấn vàng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Minh Phụng, 43 tuổi, quê Bình Định và 23 đồng phạm về tội buôn lậu. Theo cáo trạng, chính phủ quy định nhà nước độc quyền xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng. Từ năm 2012, ngân hàng nhà nước quản lý chặt nhập khẩu vàng thỏi, vàng miếng, vàng nguyên liệu. Lợi dụng thị trường có nhu cầu tiêu thụ vàng miếng, vàng nguyên liệu và thấy giá vàng trong nước cao hơn Campuchia. Từ đầu năm 2022, Nguyễn Thị Minh Phụng kinh doanh vàng tự do ở thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Thị Thúy Hằng, chủ cửa hàng vàng Kim Oanh Hằng ở Tây Ninh, móc nối Nguyễn Thị Ngọc Giàu, cư dân biên giới sinh sống tại khu vực cửa khẩu Tràng Diệc, Tây Ninh, thiết lập, tổ chức điều hành hai đường dây buôn lậu vàng từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu Tràng Diệc. Số hàng này họ bán lại cho khách trong nước nhằm thu lợi bất chính. Trong đó, một đường dây buôn lậu do Nguyễn Thị Minh Phụng cầm đầu, móc nối với giàu, có 20 người tham gia, buôn lậu 4.830 kg vàng thỏi, trị giá hơn 6.600 tỷ đồng. Đường dây thứ hai do Nguyễn Thị Kim Phượng, em gái của giàu, buôn lậu 1.320 kg vàng thỏi, trị giá hơn 1.800 tỷ đồng. Cơ quan chức năng xác định Phượng hưởng lợi 132.000 đô la Mỹ, tương đương hơn 3 tỷ đồng, giàu hưởng lợi hơn 3,7 tỷ đồng. Trong đường dây thứ nhất, sau khi mua 4.830 kg vàng thỏi, Phụng đã bán lại cho bị can Huỳnh Minh Khánh, tiệm vàng Khánh Kim Loan, 560 kg, bị can Nguyễn Thị Minh, tiệm vàng Kim Hiền Bình Minh, 268 kg, bị can Đặng Thị Thanh Hằng, Hà Nội, 294 kg, 36 khách hàng khác 1828 kg, bán cho khách lẻ không xác định được lai lịch là 1804 kg, còn lại 76 kg cơ quan điều tra phát hiện, khám xét tạm giữ. Thanh niên không có bằng lái đi ẩu vượt đèn đỏ khiến du khách nước ngoài tử vong. Ngày 29 tháng 3 Tòa Nhân dân thành phố Đà Nẵng xét xử tuyên phạt Đinh Dương Chính, 19 tuổi, trú Đà Nẵng, 9 tháng tù, về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Nguyễn Quốc Đại, 34 tuổi, trú Đà Nẵng, 12 tháng cải tạo không giam giữ, về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Chính không có bằng lái xe nhưng vẫn chạy xe máy, vượt đèn đỏ và xảy ra va chạm giao thông, làm một du khách tử vong. Theo cáo trạng, anh Uy An, 29 tuổi, quốc tịch Kyrgyzstan, đến cửa hàng của Đại thuê một xe máy trong một tháng với giá 100.000 đồng một ngày để đi lại. Khi thuê xe, du khách này đưa cho Đại một giấy phép lái xe bằng tiếng Anh và tiếng Kyrgyzstan, nhưng Đại không kiểm tra giấy phép có đủ điều kiện điều khiển xe tại Việt Nam hay không mà vẫn giao xe. Lúc 12h50 ngày 16 tháng 5 năm 2023, du khách này đi xe máy đã thuê trên đường Ngô Quyền hướng về cảng Tiên Sa, Đà Nẵng. Khi đến ngã tư Ngô Quyền, Vương Thừa Vũ, anh Uy An đi xe qua ngã tư theo đúng quy định. Tuy nhiên, chính lúc này chưa đủ 18 tuổi, chưa có giấy phép lái xe, đi xe máy chở theo em ruột chạy theo hướng từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Ngô Quyền. Mặc dù đang tín hiệu giao thông trên đường Vương Thừa Vũ ở chế độ màu đỏ, nhưng chính không dừng lại mà vẫn lái xe vượt qua giao lộ, dẫn đến xe do anh Uy An điều khiển bị bất ngờ tông vào xe của chính, làm cả hai ngã xuống đường. Hậu quả là du khách nước ngoài tử vong. Anh em chính bị thương, được đưa đi cấp cứu. Tòa nhận định, hành vi điều khiển xe khi chưa có giấy phép lái xe vượt đèn đỏ của chính là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn. Còn đại giao xe cho người nước ngoài không đủ điều kiện để điều khiển tham gia giao thông đường bộ tại Việt Nam. Người đại diện cho bị hại, em họ của anh Uy An từ Kazakhstan sang Việt Nam, đề nghị tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và chỉ yêu cầu bồi thường 50% chi phí vận chuyển thi thể nạn nhân về nước. Đánh nhau vì mua bán đất, một người chết, bốn người bị thương. Ngày 29 tháng 3, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ đánh nhau do mâu thuẫn trong việc mua bán đất làm một người chết, bốn người bị thương trên địa bàn huyện Gò Công Đông. Theo thông tin ban đầu, do có mâu thuẫn trong chuyện làm ăn từ việc mua bán đất Khoảng 23 giờ ngày 28 tháng 3, anh Nguyễn Thanh Tân 36 tuổi, ngụ Gò Công Đông và anh rể là Lê Tuấn Phong 45 tuổi, ngụ xã Bình Ân, huyện Gò Công Đông đến nhà ông Nguyễn Văn Thái 55 tuổi, ngụ Gò Công Đông để nói chuyện. Lúc này có hai người con ruột của ông Thái là anh Nguyễn Hữu Cường 28 tuổi và Nguyễn Duy Phương 25 tuổi, ngụ cùng địa phương ở nhà. Tại đây anh Tân, Phong và ông Thái cùng hai con xảy ra xô xát rồi dùng dao tự chế và hung khí đánh nhau. Hậu quả anh Tân bị chém chết. Những người còn lại bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu, sau đó được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị. Bản tin xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.